tường thuật một số những diễn tiến các cuộc gặp gỡ của những người được Tổng thống Trump bổ nhiệm vô chánh quyền của ông với các thượng nghị sĩ, vì những vị trí hiện tại là do phải có sự phê chuẩn của Thượng viện thì mới làm việc được. Đặc biệt là những người bị nhắm tới trong những mục tiêu của đám Rhino cũng như đảng Dân Chủ nhằm triệt hạ họ, đặc biệt là ông ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Và đó cũng là cái chủ đề chính. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua thêm một số những tin đồn khác về việc bổ nhiệm người nữa của Tổng thống Trump. Thì bây giờ Tâm Eco xin phép được mời quý vị đi qua cái chương mục của ông Pete Hegseth. Ông ấy đã chia sẻ lại một số hình ảnh về những cuộc gặp gỡ với các thượng nghị sĩ trên Thượng viện. Ở đây là cái hình của ông thượng nghị sĩ Tommy Tuberville. Thì ông Tommy Tuberville sẽ là chủ tịch của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, tức là cái người đứng đầu cái nơi mà sẽ xét duyệt hồ sơ đầu tiên, rồi sau đó là mới đẩy cái bộ hồ sơ ra cho bên phía toàn thể Thượng viện điều trần và phê chuẩn đó. Đó là có cái phản ứng rất là tích cực ha. Rồi sau đó là ông thượng nghị sĩ Dan Sullivan cũng đã gặp ông Hegseth rồi nè. Rồi sau đó là cái cuộc gặp gỡ nữa, cái ông hình này là ông Hegseth, ông chụp riêng rồi ông đăng lên. Rồi trong đó là có một cuộc họp nè với lại các thượng nghị sĩ ngồi trong bàn, thì chúng ta có thể thấy những người như là ông thượng nghị sĩ Mike Brown, nhưng mà ông Mike Brown thì ông cũng chuẩn bị về làm thống đốc của Indiana rồi. Rồi ông thượng nghị sĩ Ron Johnson, thượng nghị sĩ Mike Lee, thượng nghị sĩ Rick Scott, thượng nghị sĩ Cynthia Loomis, thượng nghị sĩ Marsha Blackburn. À, đó là cái cuộc họp riêng, cuộc họp kín giữa họ với lại ông Hegseth. À, đây là hình ông Hegseth ngồi kế ông Mike Lee nè quý vị, thượng nghị sĩ đến từ Utah. Rồi thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas. Rồi thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Tennessee. Và năm nay cô xin được gửi tới cho quý vị một bản tin đến từ Axios cho biết cụ thể hơn về cuộc gặp này. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã binh vực ông Hegseth hết mình sau khi tôi có một cuộc họp kín với ông. Trong khi các thượng nghị sĩ này bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng dành cho ông Hegseth, các thượng nghị sĩ khác họ lo ngại là phải làm sao đó không để cho bốn người chống đối để làm hư đề cử của ông. Ông Hegseth đã gặp trước 10 cho tới 12 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa và hôm nay ông vẫn tiếp tục trở lại Điện Capitol để gặp những thượng nghị sĩ còn lại. Ông đi cùng vợ là bà Jennifer Rochet, mặc dù các thượng nghị sĩ cho biết là họ chưa có cơ hội để nói chuyện với bà. Họ cho biết rằng là cuộc họp cũng không thảo luận gì về các cáo buộc các phụ nữ nói là ông Hegseth có cái gì đó động chạm cơ thể của họ. Các thượng nghị sĩ như là Rick Scott, Mike Lee, Ted Cruz và Cynthia Loomis đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn cho ông Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng. Họ ca ngợi tầm nhìn của ông về việc cải cách quân đội và bác bỏ các cáo buộc nhắm vào ông. Thượng nghị sĩ Rick Scott nói rằng là rõ ràng là Pete Hegseth có cam kết bảo đảm rằng chúng ta sẽ có một quân đội mạnh mẽ khiến cho các kẻ thù phải khiếp sợ. Ông Ted Cruz thì nói một năm nữa là số lượng tuyển quân sẽ tăng vọt dưới thời Bộ trưởng Hegseth. Ông cũng cáo buộc đảng Dân Chủ là quá tham vọng biến viên điều trần phê chuẩn ông Hegseth này thành một trò hề, và thúc giục giới truyền thông là có lượng phải viết cho đầy đủ bản chất thực sự của công việc này. Bà thượng nghị sĩ Cynthia Loomis thì cho biết là chúng ta đã rất xấu hổ vì vụ ở A Phú Hãng thời ông Biden và chúng tôi muốn khôi phục lại lòng tin của người Mỹ vào quân đội. Bà cũng nói rằng tất cả vấn đề khác đều chỉ là vấn đề phụ mà thôi. Ông Hegseth có thể sẽ phải trải qua một quy trình phê chuẩn không dễ dàng, ngay cả khi hầu hết các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đều háo hức ủng hộ người mà Tổng thống Trump muốn có này trong nội các của mình. Tờ The New Yorker, một tờ báo cực tả, cũng đưa tin và cũng trích dẫn những tường thuật từ những người tố giác rằng ông Hegseth đã bị buộc phải từ chức khỏi vai trò của mình trong hai nhóm cựu chiến binh khác nhau vì những cáo buộc có những hành vi không đúng mực. Ngoài ra thì ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì lại có vẻ như là hơi bàn lùi chút xíu. Thì trên hình quý vị thấy là ngày xưa đó, là lúc mà ông Hegseth còn đi như cái này là được điều động tới Iraq hay sao đó, lúc đó là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham ông vẫn còn ở trong quân đội. Thì ông
Ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó thì ông có nói hơi bàn lùi chút xíu về trường hợp của ông Hegseth rằng là tôi nghĩ rằng một số những cái bài báo về ông Hegseth có vẻ rất đáng lo ngại. Tuy nhiên rõ ràng là ông ấy sẽ có cơ hội để phản biện những bài báo đó trong thời gian sắp tới. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một số cái nó sẽ khiến cho việc phê chuẩn của ổng rất khó khăn. Đó là sự bàn lùi của ông Lindsey Graham. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, ông Lindsey Graham là cái dân chuyên lật lọng. Lúc ổng nói thế này, lúc ổng nói thế kia. Nhưng mà ông cũng rất là sợ việc bị Tổng thống Trump và MAGA chửi. Cho nên là có thể bây giờ ổng cứ càng nhây càng nhựa vậy đó. Xong rồi tới lúc mà bỏ phiếu phê chuẩn thì có thể ổng sẽ vẫn bỏ phiếu để phê chuẩn cho ông Pete Hegseth mà thôi. Ông Lindsey Graham thì mình đã quá đành rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với lại một số hình ảnh khác. Đó chính là bà Pam Bondi, ứng cử viên tổng trưởng lý của Tổng thống Trump, cũng đã tới Điện Capitol để gặp gỡ các thượng nghị sĩ. Thì đầu tiên là bà tới gặp ông thượng nghị sĩ Chuck Grassley, là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Đây là ủy ban sẽ lãnh dẫn đầu cái việc phê chuẩn cho các vị trí. Rồi họ cũng, cái người chủ tịch của ủy ban và cái ủy ban này cũng sẽ xem xét hồ sơ trước, trước khi mà bỏ phiếu để mà đẩy hồ sơ ra để cho cả Thượng viện bắt đầu nghiên cứu, điều trần và phê chuẩn. Bên cạnh đó bà cũng đã gặp cũng ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham luôn, thưa quý vị ha. Đó, bởi vậy cái ông này ông bà phải lắm đó, ra đây. Và cũng như là bà đã gặp ông thượng nghị sĩ George Hawley của tiểu bang Missouri. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới một số những tin đồn, thưa quý vị. Một số những tin đồn bao gồm là có việc một tỷ phú nữa được Tổng thống Trump chọn làm Thứ trưởng Quốc phòng. Cái này là tin đồn thôi nha, chưa có cái gì chắc chắn cả, chưa có cái gì khẳng định hết. Bản tin cho biết bởi Politico rằng là Tổng thống Trump đã chọn ông tỷ phú Stephen Feinberg làm Thứ trưởng Quốc phòng, theo hai người có biết về chuyện này chia sẻ với Politico. Có khả năng đưa một nhà tỷ phú tài chánh ẩn dật không có kinh nghiệm trong quốc phòng vào trong vị trí số 2 của Bộ Quốc phòng. Tỷ phú Feinberg có vai trò trong ban cố vấn tình báo của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, là một đại gia tài trợ lớn cho Tổng thống Trump. Nhưng việc lựa chọn ông có thể gây ra một số những xung đột lợi ích đáng kể. Quý vị có thể nhìn ở dưới cái chú thích đó, là tên của ông Stephen Feinberg, và ông là đồng giám đốc điều hành của một công ty tên là Cerberus Capital Management, một công ty đầu tư, thưa quý vị. Công ty này có đầu tư và vấn đề là đào tạo và bảo dưỡng các phi cơ quân sự. Và ông cũng nắm giữ phần lớn cổ phần tại một công ty sản xuất các phương tiện cơ giới quân sự tên là Navy Star Defense. Tức là khi mà họ phê chuẩn, họ nghiên cứu cái đề cử này, nếu như thật sự ông được đề cử nha, cái này chưa có thông tin gì hết nha. Nếu như thật sự ông này được đề cử thì ông ta sẽ bị buộc phải rút lui khỏi những vị trí của hai công ty mà ông đang làm. Đó là công ty về các thiết bị, các phương tiện cơ giới quân sự, và cũng như là công ty về các phi cơ quân sự. Ông ta phải từ bỏ những vị trí đó, tại vì nó để dập tắt những cái xung đột lợi ích. Ông Feinberg vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị này, mặc dù một trong những người biết về tin tức cho biết rằng ông dự kiến sẽ chấp nhận. Thông qua công ty của ông ta là Cerberus, năm nay ông Feinberg đã ra mắt một công ty nữa là tên là Cerberus Venture One, một công ty tập trung vào đầu tư công nghệ quốc phòng. Thông thường các quan chức liên bang sẽ không tham gia bất kỳ quyết định nào liên quan tới các công ty mà họ từng làm việc hoặc đầu tư. Nghĩa là ông có thể phải đối mặt với những nhiệm vụ phức tạp khi làm sếp số 2 của Bộ Quốc phòng, tập trung vào việc lập ngân sách và phát triển các công nghệ. Tờ Washington Post lần đầu tiên đưa tin rằng ông Feinberg đã được đề nghị công việc này, và từ lâu ông đã là người ở trong quỹ đạo của Tổng thống Trump để mà được cân nhắc cho vị trí Thứ trưởng Quốc phòng. Bên cạnh đó còn có một tin đồn khác nhưng vẫn chưa được kiểm chứng, và trên Truth Social của Tổng Trump vẫn chưa nói gì. Đó là Tổng thống Trump dự kiến bổ nhiệm ông Paul Atkins, là một người theo chủ nghĩa tự do, tức là Libertarian, và là người ủng hộ cho đồng mã kim. Ông này hiện sẽ là vào chức vụ là giám đốc của Sở Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ, SEC. Ông Paul Atkins là CEO của công ty Palomar Global Partners LLC.
cung cấp các dịch vụ về tư vấn liên quan tới tài chính và bao gồm là những vấn đề như là tuân thủ quy định pháp luật, quản trị rủi ro và khủng hoảng, giao tiếp với công chúng, đánh giá độc lập, hỗ trợ cho kiện cáo và đưa ra các vấn đề liên quan tới chiến lược phát triển công ty. Ông cũng là một người giám đốc độc lập và là người chủ tịch hội đồng quản trị nhưng không nắm vai trò điều hành trong Bats Global Market, một công ty về hàng đầu về việc là vận hành các cái thiết bị điện tử cho nước Mỹ. Ông này là có bằng luật sư đến từ Vanderbilt, trường luật của Vanderbilt, và đã từng là một sinh viên nằm trong đội ngũ biên tập viên cấp cao của tạp chí luật khoa của Vanderbilt. Nhưng mà ông này thì vào năm 2016 tháng 12, tức là trước khi Tổng Trump nhậm chức nhiệm kỳ đầu, thì ông đã tham dự một cái diễn đàn kinh tế bởi Tổng thống Trump để đưa ra những cái lời khuyên về chính sách và chiến lược cho các vấn đề kinh tế nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Và một số người thì cho rằng ông này là người ủng hộ tối đa cho thị trường được tự do và có thể có lợi cho ngành crypto. Vì quý vị thấy là gì, là họ để vô là gì, pro crypto, tức là gì, ủng hộ đồng mã kim. Cho nên là họ rất, tại vì cái người mà chủ tịch SEC của ông Biden á, ông Gensler đó, là người chống đồng mã kim. Cho nên là bây giờ họ đang thúc đẩy những cái thông tin nói rằng là Tổng thống Trump sẽ chọn một ông ủng hộ đồng mã kim để thế vào cái chiếc ghế đó do người của ông Biden để lại. Tuy nhiên thì hiện tại không có tin tức nào xác nhận chuyện này hết nha quý vị. Không có tin tức nào xác nhận cái chuyện là ông Atkins này làm giám đốc của SEC và cũng như là ông Stephen Feinberg là làm thứ trưởng quốc phòng. Hiện tại chưa có tin tức nào xác nhận những chuyện này cả. Đó là những cái cập nhật ở trên điện quốc hội và cũng như đội của Tổng thống Trump về nhân sự nhiệm kỳ 2 của ông. Và xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe. Bây giờ Trọng Mai Cô xin phép được đi qua những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị. Dạ rồi. Rồi cô có biết tin gì về đại hàn cái bữa tin đất nước ban hành thiết luật chưa? Cảm nhận nhận định vấn đề như thế nào? Mời quý vị coi chương trình buổi sáng rồi mấy cô có đưa tin. Dạ rồi. Ông Lindsey Graham gió chiều nào ngã theo chiều đó, bà Pam Bondi nhìn rất là bản lãnh, biết đến giao tiếp trước thượng viện thì không phải tay vừa, da bình thường thưa quý vị, chuyện bình thường. Tất cả những người được Tổng Trump lựa chọn đều đã đi tới gặp các thượng nghị sĩ hết rồi, chẳng qua là lịch của họ như thế nào thôi. Ngay cái trước đó quý vị thấy ông Pete, ông Matt Gaetz, ông cũng đã đi tới rồi đó. Thì nhờ đi tới như vậy thì người ta mới biết được là có bao nhiêu người không ủng hộ ông Gates, bao nhiêu người ủng hộ ông Gates. Rồi ông Hexet bây giờ ông cũng bắt đầu đi. Và quý vị nên nhớ rằng là, quý vị nhớ lại những bản tin rằng Michael đã đưa. Cô Caroline Leavitt, phát ngôn viên của đội chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống Trump, người cũng đã được Tổng Trump bổ nhiệm làm phát ngôn viên báo chí của tờ Bạch Cung khi ông chính thức trở lại, nói rằng là việc đi gặp gỡ các thượng nghị sĩ đã tiến hành vào 2 tuần trước rồi. Lúc mà Tổng Trump tuyên bố chọn ông Matt Gaetz đó là bắt đầu một số những vị trí khác cũng đã được nêu tên và họ đã chuẩn bị hết rồi. Rồi bà Elise Stefanik cũng đã đi gặp các thượng nghị sĩ rồi. Đây ví dụ như đây nè, đây là mấy cô sẽ lấy một cái hình khác đi ha. Bà Elise Stefanik nè. Đó, đây bà Elise Stefanik cũng đi gặp ông thượng nghị sĩ Ted Cruz, rồi gặp ông thượng nghị sĩ Chuck Grassley nè, đó. Đó, rồi gặp thượng nghị sĩ Tom Tuberville nè. Đó, họ đi gặp hết trơn rồi. Cô Caroline Leavitt là cổ nói là gì? Là những vị trí được Tổng Trump chọn là đã bắt đầu cái tiến trình đi gặp các thượng nghị sĩ và nó tạm thời dừng chút xíu trong cái tuần lễ của mừng lễ tạ ơn. Rồi sau lễ tạ ơn lại bắt đầu trở lại, chứ không phải là những người này họ gọi là mấy người được ông Trump lựa rồi không ai khôn đi gặp thượng nghị sĩ trước, có bà Bondi bà khôn mới đi gặp. Đó, chuyện bình thường quý vị ơi, chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Dạ rồi. Giả sử đảng Dân Chủ bên phe đại hàng đảo chánh thành công và cho Lee Jae-myung lên làm lãnh đạo theo chủ nghĩa cộng sản sau cuộc bạo loạn này, cô nghĩ Tổng Trump có biện pháp khắc phục gì không? Dạ không. Tại sao? Ông đâu có đụng như chuyện nước khác. Ông đâu đụng như chuyện nước khác. Còn cái câu chuyện mà về thiết quân luật ở đại hàng thì đồng ý cô đã đưa tin hồi sáng rồi. Quý vị có thể đi vô nghe bản tin hồi sáng. Thì bây giờ chỉ có một cái cập nhật là ông Tổng thống Đại Hàn, ông đã thông báo về việc là dỡ bỏ
thiết quân luật vậy thôi. Quý vị, năm nay là năm 2024 rồi, Tổng Trump chuẩn bị trở lại tại Bạch Cung rồi, đừng có mong cái chuyện là ông đi can thiệp vô chuyện nước khác. Chuyện của Đại Hàn đó là chuyện của dân Đại Hàn, còn cái chuyện là Tổng Trump làm đó chính là gì, quan hệ ngoại giao và giao thương giữa hai nước. Ông có rảnh ông đi ông can thiệp vô chuyện của Đại Hàn. Dạ. Dạ, em không có nick Facebook nào tên là Trần Michael USA. Dạ. Tất cả những cái gì mà có dùng tên em ở trên Facebook đều là những người ở Việt Nam lợi dụng tên tuổi để vận hành. Chứ thật sự ra là em không có hoạt động. Tức là em có một cái việc mà Facebook cá nhân thì có, nhưng mà rất hạn chế. Còn những cái gì gọi là cái page nào đó, một cái trang nào đó này kia, tất cả đều là giả hết ha, mạo danh hết. Dạ. Còn ví dụ như có ai ở trên một số những cái diễn đàn Facebook có biết thật em là ai thì cái đó là số ít thôi, chứ không phải là em. Em không bao giờ dùng cái tên mà em đang xài ở trên YouTube này để mở vô Facebook hết trơn á. Dạ. Dạ rồi. Nhưng mà nước Mỹ trên hết. Dạ đúng rồi, nước Mỹ trên hết thôi. Nhưng mà bây giờ cái ông tổng thống của Đại Hàn á, ổng làm có mấy tiếng đồng hồ sao là ổng ngưng rồi. Ổng ngưng rồi, bây giờ chưa biết tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Đây cũng có thể quốc hội sẽ quay lại đàn hạt ổng. Dạ rồi, tiếp tục là nó toàn lấy link YouTube của em để nó không phải lấy link, nó lấy clip. Dạ, nó tải gì xong nó up lên nguyên con. Dạ. Nhưng mà chịu thôi, bây giờ rồi có mấy chỗ đó nó thay, nó dùng cái số VPN rồi cái gì nó dùng, nó nhưng giờ ở trên YouTube này cũng vậy, một số chỗ nó thay đổi cái giọng nói của em chút chút để nó thoát khỏi những thuật toán đó, nên giờ chịu thôi chứ sao giờ. Thôi thì mình cũng có cái an ủi là sao, tức là mình phải có cái gì đó, mình phải có cái giá trị gì đó thì người ta mới ăn cắp của mình được. Nên là thôi chúng ta cũng không bà lặm bàn chuyện này ha. Dạ rồi. Cũng đã thử nhiều cái rồi nên riết ở trong ấy cũng không muốn nói tới luôn là vậy á. Dạ rồi. Cho nên là cái người mà hiện tại mà có nguy cơ mà bị đánh nhiều nhất á là ông Pete Hegseth, thì bây giờ cũng là đang tạm ổn. Mình cứ trừ hao ba người thôi, Lisa Murkowski, Susan Collins và John Curtis, trừ hao ba người đó. 53 trừ 3 người là còn 50 thì ông J.D. Vance là người bỏ lá phiếu thứ 51 để phê chuẩn ha. Mấy ông suốt ngày kêu Mỹ đi can thiệp chuyện của nước khác rồi xong chửi đế quốc Mỹ xâm lược sao hay vậy quá. Dạ đúng rồi đó. Rảnh Mỹ rảnh đi làm ba chuyện đó. Và đặc biệt nữa, bây giờ Trần Michael thấy rất là ngộ nghĩnh. Đó chính là quý vị, một số quý vị không coi chương trình của Trần Michael, sau vô hỏi đúng cái tin mà Trần Michael đã đưa, xong hỏi Trần Michael biết không. Trời ơi. Nhức đầu quá. Chúng ta sẽ tới với lại một cái cập nhật bên đội chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó chính là cái thỏa thuận giữa đội của Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Thông báo từ đội chuyển tiếp quyền lực Trump Vance về việc là ký một cái văn bản ghi nhớ về giống như là hiểu biết chung. Nên là cái như là để mà chia sẻ thông tin đó, giữa bên đội của Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rằng là đội chuyển tiếp quyền lực Trump Vance đã ký một cái văn bản ghi nhớ với lại Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Đây là bước tiếp theo để cho cái việc chuẩn bị đang được tiếp diễn cho các vị trí quan chức cấp cao trong chính quyền để mà được phục vụ trong cái chính quyền sắp tới của Tổng thống Trump.
Điều này cho phép đội chuyển tiếp quyền lực là nộp tên và để mà cho Bộ Tư pháp có thể tiến hành việc kiểm tra hồ sơ lý lịch và cũng như là các cái giấy tờ khác về an ninh. Nên là có cái background checks để coi coi người đó hồ sơ lý lịch ra sao, như quý vị đi làm vậy đó, cũng có background checks. Rồi security clearance, tức là tại vì Bộ Tư pháp thì sẽ phải tiếp xúc với lại rất nhiều những hồ sơ và tài liệu có tính chất nhạy cảm, có liên quan tới thông tin mật, có liên quan tới an ninh quốc gia, và một số những vị trí sẽ đã phải đòi hỏi cái cấp độ về hồ sơ lý lịch là cao nhất, ví dụ như là top secret nè, hoặc là secret này kia, thì cái này phải có cái sự bảo đảm về hồ sơ của những người này, cho nên phải được kiểm tra trước. Và cuối cùng thì nó sẽ giúp cho cái quy trình mà chuyển tiếp đó có thêm được những cái thông tin bổ sung, và cũng như là hỗ trợ cho các cái đội gọi là landing team, tức là đội được tổng trâm đưa tới cho các cơ quan ban ngành đó, có thể có được những cái thâm nhập vào trong các thông tin khi họ mà họ cần để chuẩn bị cho cái sự lãnh đạo của các cơ quan liên bang và cũng như các bộ. Bà Suzy Wiles là phát ngôn viên, bà là đồng lý văn phòng của đội của Tổng thống Trump, cho biết là thỏa thuận này với Bộ Tư pháp sẽ bảo đảm cho Tổng thống Trump và đội của ông được chuẩn bị sẵn sàng trong ngày đầu tiên để mà kích hoạt những nghị trình nước Mỹ trên hết mà một cái số đông áp đảo của đất nước mình đã ủng hộ trong ngày bầu cử vừa rồi. Dạ rồi, tiếp tục là đó là cái như là này cũng là một cái bước thôi, nên cũng không có gì lớn cả, đây là cập nhật thôi, là đội của Tổng thống Trump bây giờ là bắt đầu đưa tên tuổi của những người được ông chọn, ví dụ như hiện tại là bà Pam Bondi, rồi ông Cash Patel, rồi ông Todd Blanche, ông Emil Bove, rồi ông Jay Clayton, những người nào nói chung tất tật những ai thuộc về Bộ Tư pháp là họ sẽ gửi cho những người này hết, gửi cho bên phía Bộ Tư pháp hiện tại để họ gì run cái background đó, ở tiếng Mỹ tiếng Hà Tây gọi là run cái background đó, là để gì, để kiểm tra hồ sơ lý lịch thôi chứ không có gì. Rồi, Tổng thống Trump mới làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại được. Dạ đúng rồi, còn ai muốn làm nước của họ vĩ đại thì cứ làm đi, ông Trump đâu có cản đâu. Ai muốn làm nước mình hư thì cũng tự động đi. Chuyện nước của anh là chuyện nước của anh muốn làm gì đó là chuyện của anh, nhưng mà anh đừng làm ảnh hưởng lợi ích của Mỹ là được rồi. Bây giờ có ông nào đi chăng nữa, ổng mà ví dụ đi, có một cái ông nào đó cánh tả ông lên đi, ông cũng phải đàm phán với Mỹ về vấn đề gì như là bảo đảm an ninh, rồi quân Mỹ ở Đại Hàn sao cũng phải vậy thôi, ông nào cũng vậy. Còn ông nào mà muốn đi theo Bắc Hàn thì cứ đi. Nghĩ dân Hàn họ chịu à. Làm quá lên chi vậy trời. Nên là Trọng Michael xin phép được nhắc lại một lần nữa nha quý vị, là những người được Tổng Trump lựa chọn để cho theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có kế hoạch thăm Pháp để tham dự lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 7 tháng 12. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ khi đắc cử vào tháng 11 vừa qua. Theo một số nguồn tin thân cận, nhóm của ông Trump đã thảo luận trong nhiều ngày với văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về chuyến thăm này. Tổng thống đắc cử Mỹ đã được chính phủ Pháp mời tham dự lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Paris sau thời gian đóng cửa trùng tu vì vụ cháy hồi năm 2019. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi Tổng thống Macron đã làm được điều kỳ diệu khi không chỉ khôi phục lại hoàn toàn vẻ huy hoàng của nhà thờ Đức Bà Paris mà còn hơn thế nữa. Ông Trump cho hay, tôi rất vinh dự được thông báo rằng tôi sẽ đến Paris, Pháp vào thứ Bảy ngày 7 tháng 12 để tham dự lễ khánh thành lại nhà thờ Đức Bà Paris tráng lệ và lịch sử, nơi đã được phục hồi hoàn toàn sau trận hỏa hoạn tàn khốc cách đây 5 năm.
Tổng thống Macron ngày 29 tháng 11 đã đến kiểm tra tiến độ trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris và ca ngợi các công nhân vì đã thực hiện được điều bất khả thi, chữa lành vết thương quốc gia do thảm họa hồi năm 2019. Vị lãnh đạo cũng khẳng định việc nhà thờ mở cửa trở lại sẽ là cú hích hy vọng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào và hy vọng tinh thần đoàn kết sẽ trường tồn trong nhân dân cả nước. Nhà thờ sẽ mở cửa trở lại cho công chúng tham quan vào ngày 8 tháng 12. Theo báo Dân Việt, ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 sau khi đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua giành chức Tổng thống vào tháng 11. Trong những tuần sau chiến thắng của mình, ông đã công bố một số lựa chọn của mình để lãnh đạo các cơ quan chính phủ và làm nhà ngoại giao chủ chốt. Những lựa chọn này, phần lớn, sẽ cần sự chấp thuận của Thượng viện sau lễ nhậm chức của ông. 8 người trong số những người được ông chọn vào nội các là tỷ phú. Ông Trump đã làm nên lịch sử khi bổ nhiệm nội các giàu nhất mọi thời đại sau cuộc bầu cử năm 2016. Sau đây là bản tóm tắt về những tỷ phú mà Trump muốn đưa vào chính quyền thứ hai của mình. Elon Musk và Vivek Ramaswamy. Ông Trump đã đề cử Elon Musk, CEO của Tesla, Space và X, và doanh nhân Vivek Ramaswamy làm đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ. Họ sẽ cắt giảm các quy định liên bang và chi tiêu mà họ coi là phù phiếm. Tỷ phú Musk được Forbes ước tính là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản rộng hơn 336 tỷ đô la. Ramaswamy, người nổi lên là ứng cử viên bảo thủ được yêu thích sau chiến dịch tranh cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024, ước tính có giá trị tài sản ít nhất là 1,1 tỷ đô la, theo Forbes. Doanh nhân Ramaswamy kiếm được tài sản thông qua cổ phiếu của công ty Roivant Sciences, công ty mà ông đồng sáng lập vào năm 2014, Warren Stephens. Ngày 1 tháng 12, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ bổ nhiệm Warren Stephens, CEO của công ty dịch vụ tài chính Stephens Inc., làm đại sứ tại Vương quốc Anh. Forbes ước tính rằng ông có giá trị tài sản là 3,4 tỷ đô la. Trong 38 năm qua, trong khi giữ chức vụ chủ tịch, tổng giám đốc điều hành của công ty Stephens Inc., Warren đã xây dựng một công ty dịch vụ tài chính tuyệt vời, đồng thời quên mình cống hiến cho cộng đồng với tư cách là một nhà từ thiện. Charlie Kushner. Vào cuối tuần, ông Trump đã thông báo rằng ông có kế hoạch bổ nhiệm Charlie Kushner, cha của con rể Trump là Jared Kushner, làm đại sứ của ông tại Pháp. Forbes ước tính gia đình Kushner có giá trị tài sản hơn 7 tỷ đô la. Kushner là người sáng lập công ty bất động sản Kushner Company. Vào tháng 10, Forbes cũng ước tính rằng công ty Kushner có giá trị 2,9 tỷ đô la. Linda McMahon. Linda McMahon, người được ông Trump lựa chọn để lãnh đạo Bộ Giáo dục, là một giám đốc điều hành doanh nghiệp và là vợ của tỷ phú Vince McMahon, người có giá trị tài sản ước tính khoảng 3 tỷ đô la. Theo Forbes, Vince từng giữ chức chủ tịch điều hành của TKO Group Holding Inc., công ty sở hữu Wrestling Entertainment, WWE. Linda trước đây từng phục vụ tại Hội đồng Giáo dục tiểu bang Connecticut và là quản trị viên của Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Howard Lutnick. Ông Trump bổ nhiệm Howard Lutnick, CEO của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald, làm ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Thương mại. Ông gia nhập công ty vào năm 1983 và trở thành giám đốc điều hành vào năm 1991. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ thuế quan, một thành phần quan trọng trong chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump. Steve Witkoff. Nhà đầu tư bất động sản đang giữ chức đồng chủ tịch ủy ban nhậm chức của ông Trump, được giao nhiệm vụ làm đặc phái viên của ông Trump tại Trung Đông, một vị trí quan trọng vào thời điểm căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang. Ông là bạn lâu năm của ông Trump, hai người đã quen nhau vào những năm 1990. Forbes ước tính ông có giá trị tài sản ít nhất là 1 tỷ đô la. Ông sở hữu 51 bất động sản, bao gồm tòa nhà Goodwood ở Manhattan. Scott Bessent. Các kênh truyền thông như Yahoo News và CBS News đưa tin rằng Scott Bessent, người được ông Trump lựa chọn làm người đứng đầu Bộ Tài chính, có khả năng là một tỷ phú, mặc dù Forbes chưa chính thức nêu tên ông như vậy. Bessent là người sáng lập, giám đốc điều hành và giám đốc đầu tư của công ty đầu tư Key Square Group và từng là cố vấn kinh tế cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Ông cũng ủng hộ kế hoạch của ông Trump về việc áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu của Mỹ. Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2025, đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền lực lớn tại chính trường Mỹ. Trong đó, ông Donald Trump sẽ kiểm soát nhánh hành pháp, trong khi đảng Cộng Hòa chiếm thế đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Giới quan sát gọi tình trạng trên là Trifecta, hay được gọi là chính phủ thống nhất. Theo trang tin The Conversation, về lý thuyết, khi các đảng phái chính trị có quyền kiểm soát thống nhất đối với Hạ viện, Thượng viện và nhánh hành pháp thì giữa họ sẽ có ít xung đột hơn. Ngoài ra, vì các chính trị gia này là cùng một đảng chính trị và có mục tiêu chung, nên họ cũng sẽ có thể thông qua chương trình nghị sự một cách thuận lợi. Điều này đồng nghĩa là đảng thiểu số đối lập không thể làm gì nhiều để ngăn cản đảng chiếm đa số. Tuy nhiên, theo The Conversation, không phải tất cả trifecta đều giống nhau và không phải tất cả chúng đều giúp đảng chiếm đa số chiếm ưu thế.
Nghiên cứu cho thấy bế tắc chính trị vẫn có thể xảy ra ngay cả khi một đảng vừa nắm quyền lập pháp, vừa nắm quyền hành pháp. Việc đảng Cộng hòa chiếm đa số trong Thượng viện và Hạ viện có thể sẽ giúp ông Donald Trump ban hành chương trình nghị sự dễ dàng hơn nhiều so với giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông khi đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện. Tuy nhiên, thế chiếm đa số của đảng Cộng hòa cũng rất mong manh nên ưu thế của họ hiện không nhiều. Theo The Conversation, ông Trump sẽ là tổng thống thứ 6 liên tiếp có được DAFTA vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Lịch sử và các phép phân tích